Hoa khôi nam em thừa nhận Lãnh Thanh thích trà xanh. Thời gian vừa qua, scandal trà xanh của Thiều Bảo Trâm và ca sĩ Sơn Tùng đã dường như là một trend mới của Vbiz. Và phải chăng nam em cũng đang chung cảnh ngộ? Scandal trà xanh là tiếng lóng ám chỉ người thứ ba. Chỉ vừa công khai tình cảm được hơn một tháng nhưng thuyền của nam em và Lãnh Thanh có lẽ dường như chết yểu khi mà Hoa Khôi gốc Tiền Giang đã tuyên bố đúng hay sai, đợi thời gian trả lời. Việc của tôi bây giờ là tìm lại chính mình. Kể từ sau chiến thắng của chương trình Hẹn Hò vào tháng 12 năm 2020 thì Lãnh Thanh nam em chính thức công khai tình cảm và họ liên tục đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Về phía mỹ nhân sinh năm 1996, cô cho biết mình yêu Lãnh Thanh không phải vì ngoại hình. Nam em khẳng định tình cảm cô dành cho Lãnh Thanh là thật. Những gì xuất phát từ tình cảm sẽ lan tỏa nhanh mà thôi. Chứ tụi em mà chiêu trò thì cũng không được như vậy đâu. Và theo nguồn tin riêng của chúng tôi được biết, nam em nhận được thông tin từ một người fan cấp báo và nói gặp Lãnh Thanh đi chơi, đi sinh nhật với một cô gái lạ nào đó mà ôm ấp nhau tình tứ. Ngay lập tức thì mỹ nhân gốc Tiền Giang chẳng tìm hiểu thực hư mà đùng đùng nổi giận, hủy kết bạn với nam diễn viên gốc Thái Bình, cũng như xác nhận chuyện tình cảm sai thời điểm và cô quyết dành thời gian để tìm lại chính mình. Chưa hết, người đẹp còn ám chỉ Lãnh Thanh cũng thích trà xanh, gây scandal giống như Sơn Tùng đang làm ồn ào thời gian vừa qua. Và sau khi thừa nhận chuyện tình đang rơi vào ngõ cụt, nam em tiếp tục tự động viên chính bản thân của mình. Nếu dẫm lên một cây đinh chắc chắn sẽ thấy rất thốn, nhưng đứng trên một bàn đinh thì chẳng những không đau mà còn khẳng định rằng bạn thật sự đẳng cấp. Chứng kiến cảnh nam em có phần suy sụp và tuyệt vọng vì chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, rất đông cộng đồng mạng đã dành lời khuyên và an ủi đến cô. Cụ thể, một người hâm mộ viết: nếu cảm thấy người ở bên cạnh bạn không đủ chân thành, lúc nào cũng muốn giấu bạn đi, không muốn thể hiện tình cảm với bạn, thì bạn hãy rời đi. Đối với tôi, bạn là một người đẹp và vô cùng nhân hậu. Cách đối nhân xử thế giữa người với người của bạn nói lên sự lương thiện của bạn. Dù có hôm nay hay ngày mai bạn như thế nào, thì bạn cũng sẽ mãi là Nguyễn Thị Lệ nam em của chúng tôi. Hà tất gì bạn phải xem trọng một người dù có bão táp phong ba cũng không hề lên tiếng để giải thích và bảo vệ bạn. Bạn xứng đáng có được người tốt hơn như thế, và mẫu người đàn ông như Bi Mát rất phù hợp với bạn. Chúc bạn có tất cả. Một bình luận khác: hãy là một người phụ nữ có giá trị nam em nhé. Mình xinh đẹp tài giỏi mà tương lai còn dài. Hãy đẳng cấp như mình đã sở hữu. Luôn mạnh mẽ và tự tin như vậy nam em nhé. Em hãy bình tĩnh lại. Giờ chị cũng giận em như Trấn Thành nói lúc giận em vậy đó. Có những sự việc nhìn vậy chưa chắc đã đúng. Chuyện đó nó diễn ra vào thời điểm nào em cần xác nhận cho chính xác. Chưa gì cứ bực dọc mà nói không kiểm soát như vậy. Mọi người luôn bên em. Dòng trạng thái của nam em khiến cho người hâm mộ vô cùng lo lắng chuyện tình cảm của cô và Lãnh Thanh. Bên cạnh đó thì cũng có vài lời khuyên nam em hãy bình tĩnh và nhìn nhận lại sự việc. Cụ thể, một người hâm mộ cho ý kiến: em đừng để mình phải dính bẫy bọn anti. Dù chuyện gì xảy ra em cũng phải bình tĩnh và âm thầm giải quyết riêng tư. Đây là cơ hội của bọn anti. Nó sẽ làm cho em tự đạp đổ hết mọi thứ của mình, và lúc đó nó thỏa mãn những gì mà đã làm. Nam em, chỉ khuyên em phải thật bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe, ai cũng yêu thương em. Chưa biết thực hư ra sao, nhưng cộng đồng mạng và người hâm mộ luôn hy vọng rằng đây chỉ là những chiêu trò của Artifan. Chúng ta luôn hy vọng rằng con thuyền tình yêu của nam em và Lãnh Thanh sẽ có một bến đỗ hạnh phúc.